Và bây giờ chúng ta sẽ có nó có những cái cụm. Cụm vấn đề đầu tiên ấy, là cái cụm này. Phải có tiền đấy chị. Phải nhiều tiền đấy chị. Mọi chuyện tính sau. Thôi đừng đặt vấn đề nhiều tiền để làm gì. Nhiều tiền để đạt được tự do tài chính. Có thế thôi. Tự do tài chính nó kéo theo tự do cá nhân. Hết. Không tranh luận nữa. Như vậy cái mảng đầu tiên ở trong này là dòng tiền nó phải chạy vào rất là đều. Trên nền tảng của chạy ra là tiêu tiền và tiết kiệm. Thế đấy. Và kết quả mấu chốt thứ ba là làm sao đưa ra một cái quá trình chạy của chủ thể gia đình. Nó chạy như thế nào là khôn ngoan nhất để cái dòng thu và dòng chi này này nó ở cái mức cao nhất so với công sức của mình. Nó thành những cụm như vậy. Và cụm cuối cùng đó là nó thành những nguyên tắc đấy để quản trị được cái rủi ro trong mọi tình huống. Như vậy chúng ta sẽ giải quyết bốn vấn đề nó mang tính khá độc lập và lại biện chứng với nhau dựa trên một tổng thể năm vấn đề mà một gia đình phải giải quyết được hoặc một anh độc thân phải giải quyết được. Thì khi đó bạn mới giải quyết được là tại sao mà những tỷ phú từ một anh chỉ đi bán dạo mà thành tỷ phú. Còn những anh mà cha mẹ để lại một khối tài sản khổng lồ mà rồi cốt cuộc là đi ăn mày. Công tử bạc liêu là như vậy. Như vậy chốt được phần đầu tiên nhận thức. Tôi là các bạn thì tôi sẽ thuộc lòng những cái này. Và hiện nay bản chất tôi đang dính những cái gì? Tôi không dính. Mà khi tôi đạt đến cái từ tôi nói trước bục tôi không dính thì có nghĩa là tính thách đấu của tôi có. Nghĩa là tôi giải quyết được câu hỏi nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để giải quyết được cả năm cái này trên một thế cờ của con người, của kiếp người chứ không phải là của một cái kiếp ngoài người. Ok, chốt. Vậy thì tất cả những cái này nó được dựa trên máu đổ đầu rơi chứ không phải là chuyện của riêng ai. Không phải chuyện hoàn toàn, nó không có một tí nào chứ đừng nói, hoặc nếu có một tí thôi là trong đó có chất liệu của Lê Thẩm Dương thôi. Còn đây là tri thức của nhân loại. Hy vọng các bạn nghĩ cho. Rồi xong. Trường Doanh Nhân PR.